Hành trình phá án ma túy khủng ở vùng biên Quảng Bình. Lực lượng của Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với nhiều đơn vị liên quan tiến hành đánh án, bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển hơn 13 kg ma túy cùng các tang vật liên quan. Trước đó, qua công tác nắm thông tin, xác định đối tượng Đinh Thị Hải Yến, sinh năm 1978, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, là người có quan hệ với một số trường hợp người nước ngoài và có dấu hiệu bất minh về kinh tế. Xác định trong thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, các đối tượng đã móc nối với nhau vận chuyển chót lọt lượng lớn ma túy vào Việt Nam nhưng không xác định được phương thức thủ đoạn mua bán, vận chuyển. Sau một thời gian lập chuyên án để đấu tranh, vào khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 11, lực lượng của Phòng Cảnh sát điều tội phạm về ma túy PC04, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa, Công an huyện Minh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Hải quan tỉnh Quảng Bình và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã tiến hành đánh án. Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Khăm Lạ Công Mạ Ni, sinh năm 1981, trú tại bản Lầu Ngua, thị xã Tha Khẹt, tỉnh Khăm Muồn, Lào. Điều khiển xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào đang di chuyển từ cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh đến cửa khẩu quốc tế Cha Lo bằng tuyến quốc lộ 12C. Trên xe có hơn 13 kg ma túy loại ketamin. Ban chuyên án tiếp tục bố trí các lực lượng để bắt các đối tượng liên quan. Đến khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, tại km 93+900 quốc lộ 12C thuộc địa phận xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, lực lượng chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Thanh, sinh năm 1972, trú tại xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa có hành vi nhận hơn 13 kg ma túy ketamin. Ngay sau đó, lực lượng chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Hải Yến giao số tiền 22 triệu đồng và 13.750.000 kíp, đơn vị tiền tệ, Lào, là tiền công vận chuyển ma túy cho đối tượng Khăm Lạ Công Mạ Ni tại địa bàn xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng Đinh Thị Thanh và Đinh Thị Hải Yến tại xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, thu giữ hơn 160 triệu đồng và 3 điện thoại. Bước đầu đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ đối với 3 đối tượng Đinh Thị Thanh, Đinh Thị Hải Yến và Khăm Lạ Công Mạ Ni để tiếp tục điều tra mở rộng.